Xin chào các bạn, nhu cầu về nông sản sạch ngày càng tăng cao. Trồng dưa chuột trong nhà kính là một mô hình nông nghiệp thông minh, mang lại hiệu quả kinh tế cao và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Hãy cùng chúng tôi đến với đất nước Hà Lan, một trong những quốc gia hàng đầu về nông nghiệp công nghệ cao, để tìm hiểu cách trồng dưa chuột trong nhà kính của họ. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất nhé! Xây dựng nhà kính là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong quá trình trồng dưa chuột trong nhà kính. Để chọn được địa điểm xây dựng nhà kính phù hợp, cần lưu ý các yếu tố sau: vị trí cao ráo, tránh ngập úng, diện tích đủ rộng để trồng dưa chuột, thoáng mát, không bị che khuất bởi cây cối hoặc các công trình khác. Phòng điều khiển nhà kính là trung tâm điều khiển của toàn bộ hệ thống tự động của nhà kính. Hệ thống này bao gồm các bể chứa dung dịch dinh dưỡng, máy bơm, đường ống dẫn và các thiết bị theo dõi nhiệt độ, tưới tiêu, phun sương. Tại đây, các kỹ sư sẽ theo dõi và điều chỉnh hệ thống này để đảm bảo môi trường lý tưởng cho cây trồng phát triển. Cây dưa chuột sẽ được ươm trong bầu ươm trong khoảng 15 đến 20 ngày. Khi cây có 5 đến 6 lá thật thì có thể mang ra trồng. Cây được trồng trên giá thể bông khoáng hoặc sơ dừa. Các cây được trồng cách nhau khoảng 30 đến 40 cm. Sau khi trồng, cây được cố định bằng que và cắm một ống tưới nhỏ giọt để cung cấp nước và dinh dưỡng. Khi trồng bạn cần thao tác cần nhẹ nhàng để không làm tổn thương cây. Khi cây dưa chuột phát triển ngọn, chúng sẽ bắt đầu leo lên dây. Dây leo thường được làm bằng dây đay hoặc dây ni lông, được treo trên khung thép của nhà kính. Hàng ngày, những người công nhân sẽ dùng xe chuyên dụng để di chuyển xung quanh nhà kính, cố định thân cây dưa vào dây leo. Việc này rất quan trọng, nếu không thực hiện thì thân cây dưa sẽ bị đổ gục, có thể làm gãy thân cây. Sau một thời gian, cây dưa chuột sẽ phát triển thân và lá mạnh mẽ. Lúc này, bạn cần cắt tỉa lá dư thừa để giúp gốc cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh và giúp quả dưa nhận đủ ánh sáng. Việc tỉa lá dư thừa cần được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình phát triển của cây. Khi thân cây phát triển quá cao, bạn cần hạ bớt thân cây xuống để tránh đổ gục. Đồng thời, bạn vẫn phải cố định ngọn cây vào dây treo để đảm bảo cây phát triển tốt nhất. Tại các nhà kính hiện đại, người ta thường sử dụng xe đẩy điện để hỗ trợ công việc này. Điều này thật tuyệt vời phải không các bạn? Dưa chuột là một loại cây trồng cần nhiều chất dinh dưỡng để phát triển tốt và đạt năng suất cao. Trong quá trình trồng, bạn cần cung cấp đầy đủ, cân đối các chất dinh dưỡng như đạm, lân, kali và các vi lượng. Đã đến lúc thu hoạch dưa chuột rồi các bạn yêu quý. Các quả dưa chuột đầu tiên sẽ sẵn sàng để thu hoạch sau khoảng từ 3 đến 4 tuần trồng. Bạn sẽ đi bộ theo các dãy cây dưa chuột, theo sau chiếc xe đẩy để tiến hành thu hoạch. Để xác định một quả dưa chuột đã sẵn sàng thu hoạch hay chưa, bạn hãy kiểm tra cân nặng của nó. Một quả dưa chuột đã phát triển đầy đủ sẽ nặng khoảng từ 350 đến 400 g, tùy theo từng giống dưa. Bạn hãy dùng dao để ngắt quả dưa chuột khỏi cây và phải đảm bảo cắt đứt phần cuống ở độ dài phù hợp. Sau đó, bạn đặt quả dưa vào thùng hoặc hộp chứa. Điều quan trọng là bạn phải thực hiện thao tác này một cách cẩn thận để không làm tổn thương cây và quả dưa. Sau khi thu hoạch, dưa chuột sẽ được chuyển đến nhà kho để phân loại và đóng gói. Dưa chuột sẽ được đặt trên băng chuyền, sau đó sẽ được hệ thống phân loại quả tự động phân loại dựa trên màu sắc và kích thước. Những quả dưa chuột đạt tiêu chuẩn sẽ được đóng gói trong hộp hoặc thùng và chuyển đến tay người tiêu dùng. Dưa chuột là một loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, được nhiều người yêu thích. Dưa chuột chứa đến 90% thành phần nước, cùng với nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nhờ đó, dưa chuột có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, giảm cân, đẹp da, sáng mắt. Dưa chuột có thể được ăn sống hoặc được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như salad, dưa chuột muối, dưa chuột xào thịt bò. Vậy là, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về quy trình trồng và thu hoạch dưa chuột trong nhà kính. Sau khi thu hoạch xong, 10 công nhân sẽ dọn dẹp và khử trùng khu vực trồng để chuẩn bị cho mùa sau. Việc này rất quan trọng để loại bỏ các mầm bệnh và côn trùng gây hại, giúp cho mùa vụ sau đạt năng suất cao. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Bạn nghĩ sao về quy trình trồng và thu hoạch dưa chuột trong nhà kính? Xin hãy để lại ý kiến của bạn để chúng tôi biết. Đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh của chúng tôi. Tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.